đáng chú ý ngày hôm nay đang được mang tới bạn bởi kênh youtube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những nội dung chính. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa tiếp tục bắt giữ hai lãnh đạo Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương Biên Hòa đóng tại phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, gồm bác sĩ Lê Văn Hùng, viện trưởng và bác sĩ Nguyễn Thành Công, phó viện trưởng. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai bác sĩ này việc bắt giữ hai cán bộ lãnh đạo của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa liên quan đến việc cơ quan chức năng đã bắt giữ nhiều bác sĩ và điều dưỡng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Trước đó vào ngày 14 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 7 bác sĩ điều dưỡng của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, gồm bác sĩ Nguyễn Văn Trọng, trưởng khoa điều trị bắt buộc nhóm nghiện chất bác sĩ Hà Ngọc Khánh, bác sĩ Phạm Văn Thắng, bác sĩ Nguyễn Văn Thành, bác sĩ Lý Thị Hoài Nam, điều dưỡng Lâm Thị Ánh Hồng và bác sĩ Bùi Thế Hùng, nguyên viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Theo thông tin ban đầu, việc bắt giữ đối với 7 bị can này để điều tra làm rõ việc lập hồ sơ liên quan đến kết quả giám định và điều trị cho bệnh nhân tại đây. Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa là đơn vị thuộc Bộ Y tế tiếp nhận khám và điều trị cho các bệnh nhân tâm thần có nhu cầu. Đồng thời nơi đây cũng là cơ sở thực hiện việc giám định pháp y tâm thần theo quy định của pháp luật để phục vụ cho các hoạt động điều tra của các cơ quan tố tụng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa chỉ đạo các sở ngành địa phương liên quan cung cấp thông tin hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của Bộ Công an. Trước đó, Bộ Công an đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắc cung cấp hồ sơ về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, các quyết định chủ trương đầu tư liên quan đến các dự án điện mặt trời ở huyện Ea Súp. Đây là diễn biến trong quá trình Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công thương và các tỉnh, thành phố. Vụ án này cũng thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo dõi, chỉ đạo. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk có văn bản trả lời và cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đắk Lắk đã được phê duyệt từ năm 2017 đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2017, 2018, 2019, 2020 tại địa bàn huyện Ea Súp bộ công an yêu cầu cung cấp các tài liệu liên quan việc giải quyết các thủ tục đề xuất phê duyệt bổ sung các dự án vào quy hoạch điện lực quốc gia và quy hoạch điện lực cấp tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư lựa chọn công nhận chủ đầu tư cấp chứng nhận đầu tư thẩm định thiết kế cơ sở thiết kế kỹ thuật cấp giấy phép xây dựng cho phép khởi công xây dựng và xác nhận hoàn công công trình xây dựng giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng dự án kê khai, báo cáo thuế, giải quyết các thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng. Đối với dự án nhà máy điện mặt trời Long Thành 1 do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Long Thành Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Đối với từng thủ tục, Bộ Công an yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có văn bản giải trình và cung cấp thông tin tài liệu về thẩm quyền quyết định, yêu cầu về mặt hồ sơ và quy trình các bước phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Bộ Công an yêu cầu cung cấp toàn bộ nội dung diễn biến việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, tham mưu, đề xuất, phê duyệt các thủ tục theo từng giai đoạn, việc báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo phê duyệt của các cấp có thẩm quyền và lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan, việc tiếp thu, xử lý đối với các ý kiến chỉ đạo góp ý. Bộ Công an yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắc có văn bản trả lời trước ngày 20 tháng 6. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch. Theo đó, bà Hương bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, căn cứ kết luận số 53 ngày 6 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về xác minh tài sản thu nhập đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nhân trạch ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đồng nai đã tổ chức kiểm điểm xem xét trách nhiệm đề nghị thi hành kỷ luật đối với bà nguyễn thị giang hương qua kiểm điểm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đồng nai nhận thấy bà nguyễn thị giang hương có khuyết điểm vi phạm kê khai tài sản không trung thực vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm Luật phòng chống tham nhũng và quy định 69 của Bộ Chính trị khóa 13 về kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai đã kiến nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy xem xét thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương theo thẩm quyền. Theo Ban Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Giang Hương làm những việc tuy pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng địa phương, vai trò tiên phong gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của đảng viên. Vi phạm của bà Nguyễn Thị Giang Hương là nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân làm giảm sút uy tín của bản thân, uy tín huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Nhiêm Trạch. Trước đó vào tháng 3 năm 2024, cơ quan chức năng đã tiếp nhận điều tra vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương bị mất 170 tỷ đồng trong tài khoản. Bà Hương bị một nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao và xưng danh là cơ quan bảo vệ pháp luật yêu cầu bà Hương mở tài khoản để chuyển tiền vào, sau đó nhóm này xâm nhập vào tài khoản để chiếm đoạt của bà Hương số tiền hơn 170 tỷ đồng. Huyện ủy Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Lương Thị Lan, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Tràng Bom do vi phạm liên quan đến vụ công ty cổ phần LDG xây dựng trái phép 680 căn nhà tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Tràng Bom. Huyện ủy Tràng Bom xác định bà Lương Thị Lan vi phạm nghiêm trọng làm giảm uy tín cá nhân, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của cấp ủy, Ủy ban nhân dân huyện Tràng Bom. Do đó, huyện ủy Tràng Bom quyết định thi hành kỷ luật bà Lương Thị Lan bằng hình thức cảnh cáo. Cụ thể với vai trò huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tràng Bom phụ trách lĩnh vực đất đai từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 11 năm 2019, bà Lương Thị Lan đã thiếu trách nhiệm thiếu kiểm tra giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai không kịp thời phát hiện ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai tại dự án khu dân cư tân thịnh gây hậu quả nghiêm trọng đến nay chưa khắc phục được bà lan cũng chưa có biện pháp hiệu quả trong lãnh đạo xử lý rứt điểm khắc phục hậu quả vi phạm của công ty cổ phần du lịch giang điền chưa có giải pháp hiệu quả trong xử lý vi phạm theo các kết luận thanh tra về đất đai tại xã an viễn từ năm 2018 đến năm 2020, trước đó cũng liên quan đến sai phạm tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, bà Vũ Thị Minh Châu, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom, đã bị Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt đảng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ra quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền bà Vũ Thị Minh Châu có đơn xin thôi việc và được chấp thuận từ ngày 1 tháng 6 năm 2024. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông báo truy tìm đối với ông Lê Quốc Kỳ Quang, 44 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, là tổng giám đốc công ty cổ phần Hưng Vượng Developer, trụ sở tại đường số 12, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, Công an cũng truy tìm hai người khác gồm Lương Văn Quang, 48 tuổi, ngụ quận Tân Bình, là thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần Hưng Vượng Developer và Hồ Quang Tâm, 55 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh. Được biết, đây là động thái của Công an thành phố Hồ Chí Minh nhằm xác minh điều tra đơn của nhiều người tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần Hưng Vượng Developer liên quan đến các cá nhân trên. Theo xác minh ban đầu của Công an thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 7 năm 2021, công ty Hưng Vượng Developer ban hành nghị quyết về việc phát hành 6.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng một trái phiếu, tổng giá trị 600 tỷ đồng. 6.000 trái phiếu này có tài sản đảm bảo lãi suất 12% một năm, kỳ hạn 18 tháng ngày đáo hạn ngày 2 tháng 2 năm 2023, mục đích phát hành trái phiếu là tăng quy mô vốn cho hương vượng developer. Dòng tiền được sử dụng để mua khu đất 185.866m2 của dự án Hodota tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Và 100% cổ phần của công ty cổ phần Cổ Kim Mỹ Nghệ là chủ đầu tư dự án sản xuất kinh doanh hàng thủ công Mỹ Nghệ xuất khẩu, khu du lịch nghỉ dưỡng tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận có 120 nhà đầu tư sơ cấp đã mua hết lượng cổ phiếu trị giá 600 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 14 tháng 7 năm 2023, Hưng Vượng Developer chỉ mới thanh toán một phần tiền lãi cho các nhà đầu tư, phần lãi còn lại và khoản gốc 600 tỷ đồng thì không thanh toán, dù trái phiếu đã hết kỳ hạn từ ngày 2 tháng 2 năm 2023. Các nhà đầu tư tố cáo hành vi lừa đảo của ông Lê Quốc Kỳ Quang, tổng giám đốc công ty cổ phần Hưng Vượng Developer và các cá nhân có liên quan. Công an xác minh xác định Lê Quốc Kỳ Quang không còn ở nơi cư trú. Những người liên quan gồm Lương Văn Quang và Hồ Quang Tâm thì công an đã mời nhưng đến nay vẫn chưa đến làm việc. Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các ông Lê Quốc Kỳ Quang, Lương Văn Quang và Hồ Quang Tâm đến trình diện để làm việc. Nếu không thì bị xem như bỏ trốn và bị xử lý theo quy định pháp luật. Ngoài ra, cuối năm 2023, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã xử phạt công ty cổ phần Hưng Vượng Developer với mức 92,5 triệu đồng vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định. Cụ thể, Hưng Vượng Developer không công bố thông tin báo cáo định kỳ năm 2022 về tình hình sử dụng tiền thu được từ việc phát hành lô 6.000 trái phiếu trị giá 600 tỷ đồng phát hành năm 2021. Hưng Vượng Developer công bố thông tin không đúng thời hạn quy định gồm công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu, báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022 và đặc biệt cuối tháng 4 năm 2024. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh có văn bản gửi phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần Hưng Vượng Developer. Lý do mà cục thuế đưa ra là Hưng Vượng Developer vi phạm quy định của luật quản lý thuế, còn nợ tiền thuế gần 8,8 tỷ đồng. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội vừa tiếp nhận đơn của chị T về việc bị chiếm đoạt 24 tỷ đồng khi tham gia đầu tư vàng online. Cụ thể chị T được các đối tượng gọi điện mời tham gia nhóm đầu tư và được hướng dẫn mở app tài khoản cá nhân trên sàn IG để đặt lệnh mua bán vàng với hứa hẹn lợi nhuận cao. Người phụ nữ đã thực hiện các giao dịch đầu tư với tổng số tiền 20 tỷ đồng, nhưng khi rút tiền thì chị T được thông báo không rút được phải liên hệ trợ lý của sàn. Tiếp đó, chị Tê tiếp tục chuyển cho trợ lý tổng số tiền 4 tỷ đồng để rút được tiền gốc nhưng đều không được, thấy có dấu hiệu lừa đảo, chị Tê đã đến cơ quan công an trình báo. Công an thành phố Hà Nội đã liên tục cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khi tham gia các ứng dụng, các sàn giao dịch đầu tư tài chính online nhưng vẫn còn nạn nhân bị mắc bẫy. Công an thành phố Hà Nội tiếp tục đề nghị người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi từ số điện thoại lạ nên nhắc kỹ khi tham gia vào các nhóm đầu tư tài chính, lời mời kết bạn từ các đối tượng lạ trên các mạng xã hội, không tham gia ứng dụng đầu tư tài chính, sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo, để bảo vệ mình và tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng La Văn Thuận, sinh năm 1982, cư trú xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang, để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó qua công tác quản lý địa bàn và tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực vành đai biên giới thuộc tổ 3 khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, có một đối tượng vận chuyển trái phép ngoại tệ đô la Mỹ qua biên giới Campuchia. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp tổ chức mật phục và bắt quả tang đối tượng La Văn Thuận đang điều khiển xe mô tô chở một túi ni lông màu đen. Bên trong có chứa nhiều sắp tiền ngoại tệ với số lượng là 530.150 đô la Mỹ nên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Qua làm việc ban đầu tại cơ quan công an, Đối tượng Thuận khai nhận số đô la Mỹ trên, Thuận được một người đàn ông thuê vận chuyển, giao cho một đối tượng lạ mặt để chuyển sang Campuchia tiêu thụ. Nếu vận chuyển hoàn thành, Thuận sẽ nhận được tiền công. Liên quan thông tin vụ việc 63 giáo viên tố bị xù tiền hỗ trợ đào tạo học thạc sĩ dù có quyết định cử đi học của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Mới đây, Sở Nội vụ Hà Nội đã có thông tin phản hồi. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin về việc 63 giáo viên tố không nhận được tiền hỗ trợ đào tạo học thạc sĩ. Trong văn bản báo cáo, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, quyết định cử giáo viên đi đào tạo sau đại học của Ủy ban nhân dân thành phố là căn cứ pháp lý để quỹ ưu đãi và khuyến khích đào tạo tài năng thành phố Hà Nội được thành lập tại quyết định số 93 năm 2003 chi trả kinh phí hỗ trợ. Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định 63 giáo viên là viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo chưa được Ủy ban nhân dân thành phố quyết định cử đi học, do đó không thuộc đối tượng được hưởng kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học từ nguồn quỹ ưu đãi khuyến khích và đào tạo tài năng thành phố Hà Nội. Trước đó vào năm 2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành nhiều quyết định về việc cử 63 giáo viên thuộc nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn đi học thạc sĩ. Sau thời gian học tập tại các trường đại học chính quy, 63 giáo viên đã hoàn thành khóa học và được cấp bằng thạc sĩ theo chuyên ngành đã trúng tuyển trước đó. Năm 2020, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã triệu tập các giáo viên tới hoàn tất hồ sơ để nhận kinh phí hỗ trợ. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm chờ đợi, 63 giáo viên thuộc diện được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cử đi học thạc sĩ đã hoàn thành chương trình học, rất bất ngờ khi hay tin không được cấp kinh phí hỗ trợ đào tạo theo quy định. Theo đại diện các giáo viên, trong quá trình học tập, chúng tôi phải chi một khoản tiền khá lớn, vượt quá khả năng chi trả của nhiều người. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kiên trì động viên nhau cố gắng vay mượn để trang trải, sau này có khoản tiền hỗ trợ của thành phố thì bù đắp sau. Giờ Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ trả lời chúng tôi rằng không được hỗ trợ vì thành phố không cấp kinh phí khiến chúng tôi vô cùng hoang mang, hụt hẫng. Theo các giáo viên, họ mong muốn Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm túc các quyết định đã ban hành. Họ được hưởng quyền lợi chính đáng theo quy định. Vụ việc một phụ huynh chặn đường tấn công học sinh 14 tuổi liên tiếp vào đầu gây thương tích 12% ở tỉnh Quảng Ngãi khiến dư luận cả nước phẫn nộ bị Tòa án Nhân dân huyện Tư Nghĩa tuyên phạt 2 năm tù treo. Không đồng ý mức án, ông Lâm Văn Lượng, chú thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, phụ huynh cháu LGK, 14 tuổi, học sinh lớp 9, trường trung học cơ sở thị trấn La Hà, đã có đơn kháng cáo gửi đến Tòa án Nhân dân huyện Tư Nghĩa và Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Theo ông Lâm Văn Lượng, trước đó ngày 28 tháng 5, Tòa án Nhân dân huyện Tư Nghĩa đã xét xử ông Phan Thượng Mỹ về tội cố ý gây thương tích và tuyên phạt 2 năm tù treo. Ông Lượng cho rằng việc tòa án cho bị cáo Mỹ hưởng án treo là quá nhẹ, không phù hợp với hành vi, tính chất, mức độ phạm tội và chưa đủ sức gian đe phòng ngừa chung cho toàn xã hội. Ông Lượng nói, hành vi của ông Mỹ thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật và khiến dư luận phẫn nộ nhưng lại được hưởng án treo, nên gia đình ông không đồng tình. Trên cơ sở đó, ông Lượng yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xem xét không cho bị cáo Phan Thượng Mỹ hưởng án treo và đề nghị chuyển sang khung phạt từ 2 đến 6 năm tù giam theo quy định tại điểm C khoản 2 điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội cố ý gây thương tích. Trước đó ngày mùng 8 tháng 12 năm 2023, cháu LGK đi xe đạp từ trường về nhà. Khi đến ngã tư đường Hưng Nguyên, Đá Sơn, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa thì bị ông Mỹ đi xe máy từ phía sau tiến lên chặn đường. Sau khi lăng mạ cháu ca, ông Mỹ dùng cùi trỏ đầu gối tấn công liên tiếp vào đầu nam sinh 14 tuổi. Bị tấn công, ca choáng gục xuống đường. Toàn bộ sự việc được camera an ninh gần đó ghi lại. Sau khi hành hung cháu ca, ông Mỹ lên xe bỏ đi. Lúc này ca có biểu hiện nôn ói, xuất huyết mũi nên được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa cấp cứu rồi vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Quá bức xúc, ông Lượng đã làm đơn trình báo công an. Ngày 18 tháng 12 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tư Nghĩa đã ra quyết định khởi tố bị can Phan Thượng Mỹ về tội cố ý gây thương tích. Sau khi củng cố hồ sơ chứng cứ, cơ quan điều tra công an huyện Tư Nghĩa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phan Thượng Mỹ. Kết quả điều tra xác định chỉ vì những mâu thuẫn rất đơn giản của con ông Mỹ với cháu ca đã dẫn đến hành động Ông Mỹ chặn đường hành hung cháu ca. Công an huyện Đạo Hoai tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Quang Bạch, 37 tuổi, ngụ xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để điều tra liên quan vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc làm một người tử vong và hai người bị thương. Tài xế Phạm Quang Bạch bị khởi tố để điều tra, làm rõ hành vi điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ, quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình sự. Trước đó khoảng 10 giờ 20 phút ngày 9 tháng 6 trên đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận thị trấn Đạ Mờ Ri, huyện Đạ Hoai, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và hai xe máy, khiến một người tử vong và hai người bị thương nặng. Sau quá trình điều tra, củng cố các tài liệu, chứng cứ, Công an huyện Đạo Hoai bước đầu xác định khi điều khiển xe ô tô khách trên đèo Bảo Lộc, tài xế Phạm Quang Bạch đã vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Cụ thể vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày 9 tháng 6, chiếc xe khách limousine do tài xế Bạch điều khiển lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt đến km 99 200 trên đèo Bảo Lộc thuộc địa phận thị trấn Đạ Mri, huyện Đạ Hoai xe khách lấn qua phần đường bên trái và chạm với xe máy do anh LVT, 20 tuổi, ngụ ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre điều khiển, chở theo em LN, 16 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, đang lưu thông theo hướng ngược lại. Cú va chạm quá mạnh khiến xe máy này văng ra đường và chạm với một xe máy khác do chị TTTL, 20 tuổi, ngụ xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía sau, hậu quả anh T tử vong tại chỗ, còn chị N và em N bị thương phải nhập viện cấp cứu. Hai chiếc xe máy nằm dính vào nhau, trong đó chiếc xe máy va chạm trực tiếp với xe khách bị biến dạng. Sáng ngày 15 tháng 6, lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện một xe tải chở khí cười, loại hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp cùng với nhiều loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tiến hành kiểm tra xe tải mang biển số 89C17219 do Nguyễn Văn Tuấn, 43 tuổi, chú tỉnh Hưng Yên điều khiển. Lực lượng công an phát hiện và thu giữ 37 bình kim loại màu xanh dương, bên trong có chứa khoảng 197 kg khí nén. Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện nhiều loại hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tuấn khai nhận, số khí nén này là khí cười N2O. Toàn bộ số hàng vừa nêu, Tuấn mua từ các tỉnh phía Bắc rồi vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh với mục đích bán kiếm lời. Cũng trong ngày 15 tháng 6, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra xe tải biển số 34C33883 do ông Phạm Viết Tuyển, 47 tuổi, trú tại tỉnh Hải Dương điều khiển. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và thu giữ hơn 60 máy móc, motor, động cơ điện, điện tử do nước ngoài sản xuất đã qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa cùng tăng vật có liên quan, tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like theo dõi kênh. Việt Nam Net sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!